Alo alo, xin chào tất cả các bạn đến kênh YouTube Lý Việt Game Boy của mình. À, xin chúc các bạn một ngày thật vui vẻ và phước lành nha. Hôm nay mình làm cái video này các bạn để tổng hợp một số cái vấn đề về KIC à, các bạn có thể tham khảo nha các bạn nha. Thì trước tiên các bạn hãy đi vào cái app B giúp mình nha. Và nếu quên bấm thi xét thì hãy bấm thi xét giúp mình nha các bạn nha để đào được các bạn. Bởi vì sắp tới là sẽ manage chính thức khởi chạy nha các bạn nha. Rồi. Đó thì các bạn khi đi vào uh, Bi ha. Thì nếu các bạn thấy cái này nó nó mờ mờ thế này á các bạn bấm lên để cho nó đào nha các bạn nha. Rồi bấm khai thác giúp mình. Thì ai cũng biết nha. Một bạn ông mới thì không biết thì mình chỉ nha. Và nếu các bạn uh, muốn cho bi có một số chi phí để uh, trang trải thì các bạn xem cái quảng cáo. Còn không thì thôi ha. Thì ở đây mình cho nó chạy quảng cáo luôn các bạn. Dù sao cũng uh, không đáng gì. Miễn sao bi có giá là được. Rồi, khi chạy xong thì các bạn bấm vào cái nút này nè. không? À. Cho nó trả ra sau đó có bấm ít trên cùng cho nó mất, không? À. Là như vậy được nha các bạn nha. Rồi, còn ai chưa đăng ký bi thì hãy đi vào mô tả video nha. Trong đó có video hướng dẫn các bạn cách đăng ký tài khoản bi nha các bạn. Mã giới thiệu của mình là bi cách Show nha. Thì mã giới thiệu đó trên màn hình đó các bạn. Rồi. Tiếp theo thì mình đã cũng tổng hợp một số cái thông tin về KIC để cho các bạn nắm nha thì ai tin thì tin còn không tin thì thôi không sao cả rồi đây bài viết này cũng khá lâu rồi các bạn tuy nhiên là hôm nay mình muốn cho các bạn xem để các bạn có cái nhìn tổng quát hơn về KIC sau này thì Bnetwork Network sẽ sử dụng phương pháp KIC lái xe cộng đồng thì lái xe cộng đồng là như sau đây để chúng ta tìm hiểu nè đây là một số điều bạn nên biết Mỗi tài liệu KIC sẽ được đánh giá bởi 5 xác minh 4 xác minh người và 1 xác minh máy tính à, Lúc trước chúng ta tưởng tượng là cứ cứ nghĩ là chỉ có 2 thôi các bạn Chỉ có 2 người xác minh rồi đúng không? Với lại máy tính đó là 3 Nhưng không 5 người, 5 rồi các bạn 4 người và 1 máy tính không? Thì chúng ta hãy xem như thế nào nha Số 2 Người xác minh con người là những người tiên phong đã vượt qua xác minh KIC. Sau khi vượt qua KIC, bạn sẽ có lựa chọn để đăng ký làm xác minh. Trở thành người xác minh không phải là bắt buộc. Thật ra sẽ có một số phần thưởng cho người xác minh. Có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là các năm trước các bạn, dù năm 2020, thì nó có đợt KIC bằng hộ chiếu các bạn, KIC bằng UT đó các bạn, thì mình cũng đã vượt qua KIC rồi được chưa mã giới thiệu bi kích số của mình là đã vượt qua cai rồi nha các bạn nha đó cho nên đó thì khi mà các bạn cai à, toàn cầu á thì mình có quyền đăng ký đăng ký để mà xác minh cai cho các bạn đó, ai ai đến mình thì mình có thể là xác minh các bạn hiểu không có quyền đăng ký thì đăng ký đó là không có bắt buộc và có quyền là sao mình đăng ký thì mình xác minh tốt thì mình được hưởng cái phần hưởng từ bi network nha lưu ý ý nghĩa đầy đủ của B2 là thông tin nhận dạng cá nhân. À, quan trọng là cái B2 này các bạn, các bạn xem nha. Ví dụ về B2 là số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, tình trạng cư trú và nhiều thứ khác nhận dạng một người, tức là các thông tin cá nhân, không? Các giấy tờ tùy thân mà để mình nhận dạng cái người đó các bạn, Chứ không có gì hết? Quy trình xử lý cai xe sẽ được chia làm hai giai đoạn như sau: thứ nhất là quy trình kiểm tra định dạng thẻ căn cước. Số 2 là quy trình kiểm tra ảnh tự sướng cộng giấy tờ tùy thân. Đó. Rồi, vòng đầu tiên tức là số 1 đó các bạn, quy trình kiểm tra định dạng thẻ căn cước. Thì cái quy trình này như thế nào? Hai người xác minh sẽ xem xét giấy tờ tùy thân bị ghi lại. Họ sẽ không nhìn thấy thông tin nhận dạng cá nhân B2 hoặc ảnh trong giấy tờ tùy thân. Có nghĩa là cái người này không có nhìn thấy cái hình hai cái người đầu tiên này không có nhìn thấy cái hình ví dụ như các bạn đưa cái căn cứ công dân lên nhưng mà không hai cái người này không thấy hình thấy chữ ở trong đó thôi các bạn hiểu ý không đó chỉ thấy chữ thôi không có thấy hình nha hai cái người này đặc biệt hai cái người này không có thấy gì hết đó không có hình rồi các xác minh người sẽ không xem b 2 trong id vì họ sẽ không có quyền truy cập vào nó tất cả những gì họ sẽ làm là đảm bảo id tài liệu là chính xác chẳng hạn nếu bạn là một người Nigeria gửi yêu cầu KIC của bạn đến Ninslip của bạn, các xác minh sẽ không thể to kiểm tra xem khung tài liệu có thực sự là khung Ninslip không. Nếu có, bạn sẽ vượt qua giai đoạn đó, sau đó sang giai đoạn thứ hai. Có nghĩa là đơn giản lắm các bạn suy nghĩ này, tức là bi nó sẽ nổi lên cái thông tin cá nhân của bạn, ví dụ như ngày tháng năm sinh, họ tên với lại cái cái phần mà thông tin các bạn đăng ký trong app bi á, hai cái đó trùng khớp hay không nếu nếu hai cái người đó mà thấy trùng khớp thì cho qua được chưa các bạn nó đơn giản như vậy thôi chứ không có gì khó khăn nhưng hai cái người đó không hề thấy hình của các bạn được chưa tiếp theo thông báo bạn sẽ có khả năng xem trước bài gửi trước khi gửi có nghĩa là gì các bạn khi mà các bạn khi mà cai á khi mà các bạn thực hiện quá trình cai á thì nó sẽ nổi lên cái nút giống là xem trước để chỉ các bạn có nghĩa là xem trước giống như là hai cái người mà khi họ kiểm tra họ sẽ xem giống như bạn xem rồi đó để bạn có thấy nếu mà nó nó rõ ràng hết rồi nó không có mờ nó không có bị trục trặc nó không có bị che không bị khuất gì hết thì các bạn gửi đi gửi đi thì sau này hai cái người đó xem lại cái hồ sơ của bạn giống y như bạn đã xem trước rồi đó nó chắc ăn đến mức độ như vậy cho nên các bạn phải lưu ý nha sau này các bạn cai c mà nếu nó có cái nút review hoặc cái nút xem trước thì mình khuyên các bạn nên xem trước để là nó cái thông tin của bạn nó có bị khuất bị che gì hay không không để cho cái khi mà hai cái người mà họ nhận dạng cái 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 thông tin của bạn á thông tin cá nhân của bạn á là nó chính xác nha rất rõ nha các bạn nha phải để ý lý do lý do duy nhất khiến máy xác minh người tức là nhóm cốt lõi phải xem xét b 2 của bạn là nếu các chi tiết b 2 không đủ rõ ràng để máy quét máy xác minh quét vì vậy để tránh đội ngũ cốt lõi kiểm tra lại tài liệu của bạn tất cả những gì bạn phải làm là đảm bảo bạn chụp rõ giấy tờ tùy thân của mình thấy chưa lỡ mờ cái máy nó quét nó cũng không thấy mà cái người kiểm tra họ thấy mờ quá không 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 rõ ràng họ cũng đâu có cho qua các bạn cho nên là các bạn phải lưu ý nha đừng chụp ảnh trong phòng tối và cũng vậy nếu bạn run tay tôi khuyên tôi sẽ khuyên bạn nhờ đến nơi khác chụp ảnh cho bạn được chưa mình khuyên các bạn á là nên để cho người khác và chụp vào ban ngày ở ngoài trời ở ngoài trời chứ không phải ở ngoài nắng nha các bạn nha ở ngoài trời có nghĩa là chẳng hạn nhà bạn có hành lang á hành lang bên ngoài á. trưa đó các bạn ở hành lang bên ngoài á mà không có nắng rọi vô nha các bạn chụp nó rất là rõ và rất là đẹp nha chứ không phải ở ngoài nắng chụp nha ở ngoài nắng tối nắng được đâu ở bên ban ngày thôi chụp bên ngoài đừng chụp trong phòng ra ngoài nhờ người ta chụp là rất ok nha các bạn nha vòng 2 Chụp ảnh tự sướng cộng quy trình kiểm tra ảnh chứng minh nhân dân. Đây cái vòng này mới là cái vòng mà nhìn ảnh thì lại không thấy hồ sơ. Được chưa các bạn? Có nghĩa là cái 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 cái, cái hai cái người sau này nè trong cái vòng hai này á thì sẽ thấy được ảnh nhưng mà không thấy được cái cái tên của bạn, ngày sinh của bạn hay là cái địa chỉ của bạn ở đâu. Được chưa các bạn? Chỉ thấy được cái hình thôi. Đó. Hai xác minh bổ sung sẽ chỉ nhìn thấy khuôn mặt trong giấy tờ tùy thân và ảnh tự sướng của bạn để xác minh Cả hai hình ảnh đều là cùng một người. Được chưa các bạn? Không có thấy gì hết ngoài thấy hình thôi. Thấy không? Ảnh tự sướng của bạn với cái ảnh trong cái 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 hồ sơ của bạn á nó có giống nhau hay không thôi. Hai xác minh người sẽ chỉ có quyền truy cập vào cả hai ảnh tự sướng của bạn mà bạn đã chụp khi gửi yêu cầu KIC và ảnh trên giấy tờ chứng minh nhân dân đã gửi của bạn, chứng minh nhân dân bằng lái xe hoặc hộ chiếu quốc tế chỉ có hai thông tin đó mới hiển thị với người xác minh không họ không thể nhìn thấy khung chứng minh nhân dân của bạn hoặc b2 à, họ không nhìn thấy cái chứng minh gì hết chỉ nhìn thấy cái hình thôi cũng không b2 có nghĩa là cái 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 thông tin trong cái tờ trong cái cái cái, cái giấy tờ của các bạn cũng không thấy luôn thông báo nếu ai đó ở đây có chứng minh nhân dân 14 tuổi và sau đó bạn đã lớn đến mức người trên giấy tờ tùy thân không giống bạn nữa thì bạn có thể gặp vấn đề. Lời khuyên tốt nhất của tôi là hãy cập nhật tài liệu của bạn trước khi bạn tiếp tục cho quá trình xác minh. Được cho các bạn, ví dụ như giờ bạn 14 tuổi, nhưng mà nhưng mà bây giờ bạn bên ngoài của bạn á, bạn lớn hơn nó khác so với cái trong chứng minh nhân dân á, trong căn cứ công dân thì các bạn nên đi làm lại cái giấy tờ bằng cách cập nhật cái mặt của bạn gì không có thể là hộ chiếu hay gì đó chứ mà nó khác quá các bạn nhìn vô cái mặt các bạn mà trong cái hình mà nó khác nhau quá là không được nha thì nó gặp vấn đề đó Thấy không rồi rồi tiếp theo là đến xác minh máy sau khi xác minh quá trình vòng 1 và vòng 2 máy xác minh sẽ quét tên trên ID và tên trên tài khoản bi của người đó để xem nó có cao với nhau không cao với nhau không có nghĩa là có chênh lệch với nhau không đó sau khi nó cao tức là trong để đó sau đó xác minh của bạn sẽ được hoàn tất và các chi tiết cây xe của bạn sẽ được hệ thống xóa tự động. Có nghĩa là khi mà các bạn vượt qua rồi thì nó không có lưu lại cái tài liệu của bạn đâu mà bị xóa đi. Xóa tự động luôn. Vượt qua cây xe rồi thì xóa đi chứ để làm gì người ta đâu có lưu tài liệu của bạn đâu. Cho nên có nhiều bạn nói là bây giờ chứng minh nhân dân của em giờ ví dụ như còn có một năm nữa hết hạn à. Bây giờ em cai xe ok rồi thì năm sau hết hạn rồi <laughs> vậy thì sao? Thì cai xe rồi có nghĩa là vượt qua bạn là người thật, việc thật rồi thì thôi người ta đâu luôn chứng minh nhân dân của bạn đâu có nghĩa là tài khoản của bạn là ok chính chủ mãi mãi. Được chưa các bạn? Nó không có quan trọng không quan trọng đâu. Quan trọng nhất là nó phải còn hạn. Chứ bây giờ cái cái hồ hồ sơ cái chứng minh nhân dân của bạn hoặc là cái hộ chiếu của bạn nó không có thể, không còn thời hạn các bạn cai xe sau được. Đúng không? Phải có thời hạn chứ. Còn thời hạn thì mới, mới mới có giá trị chứ. Có nghĩa là cái giấy tờ tùy thân của bạn cũng phải có giá trị ở quốc gia của bạn chứ. Nếu không có giá trị thì sao được. Nha. Cho nên là cái giấy tờ tùy thân phải còn hạn các bạn nha. Còn khi mà các bạn vượt qua cái xe rồi sau này nó hết hạn thì thôi không sao cả. Tài khoản của bạn vẫn ok. Như vậy có tổng cộng 4 người kiểm tra xác minh cho mỗi lần kiểm tra KIC, hai xác minh ở vòng đầu tiên và hai xác minh trong vòng 2. Và lý do tại sao B network đủ 4 xác minh người là để đảm bảo bạn đã được xác minh. Không, 4 người nha các bạn nha, để ý nha. Tại sao 4 verify lại chỉ có 1 hay 2? Đây là câu trả lời nếu nó chỉ là một xác minh ở giai đoạn 1 và một xác minh ở chặn 2 và hai nói rằng và hãy nói rằng xác minh bước đầu là một diễn viên xấu và chỉ muốn bỏ xác minh của tất cả các người hay ngay cả khi hai xác minh vòng 2 và xác minh máy không qua y xác minh của chúng tôi xác minh của bạn sẽ vẫn chưa đầy đủ và trong trường hợp đó sẽ không hoàn toàn được xác minh đó là một trong những lý do bi chọn 4 xác minh hai ở giai đoạn 1 và hai giai đoạn 2 có nghĩa là gì các bạn ví dụ như giờ bạn chơi xấu đi ví dụ chọn có hai người một ở vòng 1 hai vòng 2 đi vòng 1 bạn chơi xấu bạn không cho người ta qua trong khi đó vòng 2 và tại vì vòng 1 vòng 2 là nó vòng 2 thôi chứ thực chất ra bạn không qua vòng 1 nó vẫn nó vẫn tiếp tục vòng 2 mà. Đúng không? Bạn không qua vòng 1 nó vẫn tiếp tục vòng 2 cho nên là tự nhiên vòng 2 ok mà mà và máy quét cũng ok luôn mà, mà vòng 1 không ok. Hết cho nên là có nghĩa là bạn là cái người xác minh xấu. không? Cái người mà xác minh là chơi xấu, không cho người ta qua, không cho người ta vượt qua KC. Thấy không? Tuy nhiên bây giờ chơi hai người thì đâu có tự nhiên bây giờ hai người xác minh vòng một ông kia ông so tài liệu thấy là đúng hết mà tự nhiên ông này ông chơi xấu ông nói là không qua là không được đúng không các bạn có nghĩa là ông này là người xấu loại ra liền tại vì hai người không lẽ hai người dù mỗi người có hai mắt hay là một mắt hay nữa cũng phải là nhìn đúng thôi chứ đúng không sẽ sao khác được cho nên là rất là hay mình nghĩ là bốn người là rất hay hoặc là dòng hai ví dụ như bạn chơi xấu ấy hai cái mặt chống bi mà các bạn cho người ta rớt không qua thì cái ông thứ hai cũng cho qua là sao Tại vì hai cái người xác minh đâu có biết nhau đâu. Cái ông thứ hai không cho qua còn ông thứ nhất không cho qua thì đương nhiên là cho ông thứ nhất xấu rồi. À. Đúng không? Là hàng bi nó biết. Hàng bi coi tìm biết luôn. Rồi, tiếp theo. Đó là một trong những lý do bi chọn bốn xác minh hai giai đoạn 1 và hai giai đoạn 2. Phương pháp này cũng sẽ giúp đội bi co đánh giá được xác minh xấu vì nếu diễn viên xấu bị xác minh xác minh thứ hai sẽ không qua xác minh người đó thấy chưa sợ một đồng hậu hai cái thằng xấu chơi thế không được đâu thế nên là phải chọn hai người là chắc ăn nhất có một bản ghi về các xác minh nếu nhóm bị team tim nhận thấy một xác minh bị mất xác minh liên tục trong khi xác minh thứ hai phải duyệt anh ấy cô ấy xác minh xấu sẽ bị cấm xác minh có nghĩa là cứ vô người nào bạn cũng xác minh mà bạn cho rất sạch không qua ai hết mà cứ người thứ hai người ta xác minh này được hết có nghĩa là bạn là người xấu và cho ra khỏi vòng xác minh nữa có một bản ghi về cách xác minh nếu nhớ bí cô tiêu nhận thấy rồi ok không có xác minh đơn nào sẽ nhìn thấy cả định dạng id và hình dạng hình ảnh của một id cụ thể điều đó không thể có những xác minh khác nhau cho mỗi nhiệm vụ nó rất là ok với các bạn nha có nghĩa là bạn nhìn thấy cái thông tin nhưng đâu có thấy hình cho <laughs> nên cũng đâu có lấy được cái gì đâu nó thiếu mà À, hoặc là các bạn thấy hình mà đâu có thấy thông tin gì đâu cho nên cũng đâu biết có ai <laughs> cho nên cái này rất là bảo mật các bạn nha à, nhiều người bây giờ à, có nhiều báo nói rằng là bi cai xe sẽ bị lộ để lộ thông tin các bạn để lộ thông tin gì đâu nếu nếu kiểu này thì lộ cái gì được không thấy tên thấy địa chỉ vậy thôi chứ biết ai không thậm chí chắc che luôn địa chỉ nữa. không có địa chỉ đâu cần địa chỉ đâu các bạn không nó biết địa chỉ thì chụp cái hình thôi nó lấy nó không cần lấy địa chỉ nó lấy cái tên chứ chứng minh chứ cái ngày sinh thôi cũng đâu có làm được cái gì các bạn không nên là mình nghĩ chắc chắn là không bao giờ lộ nổi thông tin nữa. thông tin phải đầy đủ với thông tin thiếu sao gọi là lộ được đúng không các bạn rồi một người xác minh Nigeria sẽ không xác minh ai đó ở Ukraine hoặc quốc gia khác bởi vì tôi là người xác minh từ Nigeria, có thể không biết định dạng thẻ căn cước của Ukraine trông như thế nào. Vì vậy, trong trường hợp đó, một người xác minh sẽ chỉ có thể xác minh công dân của mình. Tính dụng cho Nick Bicotim, tôi hy vọng thông tin này hữu ích, hân trọng nhất những người tiên phong. Có nghĩa là bạn là người Việt Nam thì không thể nào mà xác minh cho người Tàu được, cho Trung Quốc được, mà Trung Quốc chỉ xác minh Trung Quốc. ha Còn à, Mỹ thì xác minh cho Mỹ thôi, Việt Nam mà xác minh cho Việt Nam nha. Nên là không có vụ mà Việt Nam mà xác minh cho Campuchia đó thì không có Campuchia chơi người Campuchia Việt Nam chơi người, người Việt Nam tại vì mỗi giấy tờ tùy thân của mỗi nước khác nhau rồi à, và có một bạn hỏi mình là thế thì em ở Malaysia nhưng mà cái em ở Malaysia nhưng mà cái cái căn cứ công dân em ở Việt Nam á, thì cái căn cứ công dân của em thì ở Việt Nam Vậy thì em cai xe nước nào hay đương nhiên là Việt Nam nha có nghĩa là bạn cái căn cước công dân của bạn ở nước nào thì bạn phải làm căn cước ở nước đó chứ có nghĩa là bạn phải cai xe ở nước đó chứ bạn chơi bạn chơi malaysia mà trên căn cước công dân của bạn là việt nam sao được đúng không bạn có giấy tờ tùy thân nước nào thì bạn cai xe trên bi cũng phải ở nước đó nha các bạn nha ở quốc gia đó chứ không phải là tùy thuộc bạn đang ở đâu bạn đang ở đâu không quan trọng quan trọng là cái giấy tờ tùy thân của bạn bạn đang có đó là ở đâu không chứ bạn đang ở Malaysia nhưng mà giấy của bạn ở Việt Nam mà bạn chơi ở Malaysia luôn thì không vô tại vì cái giấy tờ nó khác rồi rồi thì đó là một trong những cái thông tin về KIC sắp tới để cho các bạn tham khảo ha à, còn ai biết rồi thì thôi thông tin này các bạn biết rồi thì thôi không sao cả thì để chúng ta xem là việc này sẽ xảy ra như thế nào sau khi KIC nha ha à, rồi à, nếu có gì không hiểu bạn có thể bình luận dưới video À, còn các bạn nào mà không tin thì các bạn không tin đi thôi cũng không sao nha mình cung cấp cho các bạn để các bạn tham khảo và à, nhớ bấm vào kênh youtube của mình các bạn đăng ký kênh youtube nha sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để chi để mình có những thông tin hữu ích hơn nữa mình sẽ cung cấp cho các bạn để các bạn tham khảo nha rồi chúc các bạn đào được nhiều bi xin chào và hẹn gặp lại